Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 gắn với đánh giá tình hình thực hiện công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Qua 3 năm triển khai, đến nay 14 trên 19 chỉ tiêu cụ thể đề ra tại đề án đã hoàn thành, 5 trên 19 nội dung triển khai đảm bảo tiến độ. Các cơ quan đơn vị tập trung rà soát quy trình, thủ tục hành chính trong đảng theo hướng tinh gọn, tối ưu hóa, rút ngắn tối đa thời gian, thủ tục xử lý trong từng khâu của quy trình, tạo điều kiện thuận lợi, đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố. Đến nay, 100% các hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương, văn bản mới quan trọng của Trung ương, Thành ủy đều được trực tuyến đến cấp xã phường, bước đầu triển khai hiệu quả mô hình văn phòng không giấy. Đến cuối năm 2020, đã hoàn thành việc triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan tổ chức đảng, các quận huyện ủy, đảng ủy thuộc Thành ủy và 56 trên 56 đảng ủy xã phường. Đến nay, các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể thành phố đã thực hiện đảm bảo tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Công tác văn thư lưu trữ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước cũng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.